Hi, xin chào mọi người, lại thêm một ngày đầy máu ở trên stock market nữa mọi người. Đau đớn quá. S&P 500 xuống khoảng 1,5%, Dow Jones xuống hơn 1% và cái Nasdaq xuống mạnh nhất, xuống khoảng 2% vào lúc này. Sáng hôm nay khi mình check thì S&P 500 xuống khoảng gần 2% và cái Nasdaq thì xuống khoảng gần 3% mọi người. Có nghĩa là bây giờ nó đã lên lại một chút xíu rồi, nhưng mà nhìn vào cái market thì vẫn thấy nguyên một cái bể máu, đặc biệt là những cái stock về tech mọi người, technology stock. Những cái công ty big cap lớn, ví dụ như Apple, Microsoft, Amazon, Tesla cũng bị rớt rất là nhiều vào sáng hôm nay. Hiện tại vào bây giờ thì hơn một tuần sau khi cái market nó mở cửa cho năm 2022 thì cái Nasdaq này đã mất đi khoảng 7-8% cái giá trị của nó từ đầu năm cho đến bây giờ. Nói đầu năm cho đến bây giờ nhưng mà thực sự chỉ khoảng hơn một tuần thôi, nhưng mà nó đã xuống rất là nhiều rồi. Thì cái Nasdaq này sáng hôm nay thì nó xuống gần 10% từ cái đỉnh cao nhất của nó. Nghĩa là cái correction của cái Nasdaq này cũng đã xuống đến 10% correction nếu mà các bạn tính vào cái giá sáng hôm nay. S&P 500 và Dow Jones cũng xuống khoảng từ 6-7% từ cái giá cao nhất của nó. Và vẫn là những cái lo ngại về cái việc là Federal Reserve sẽ tăng interest rate trong năm này 2022 3 hoặc là 4 lần, có thể là sẽ là 4 lần để mà đối phó với là inflation. Cộng thêm cái lo ngại về Omicron, nói về cái con virus mới của coronavirus này. Cộng thêm một điều nữa, đó là cái flu season. Bây giờ ra ngoài đường mình thấy ai cũng bị bệnh, ai cũng ho. Khoảng 80% những người mà mình biết hiện tại vào lúc này vừa khỏi bệnh hoặc là đang bị bệnh vào lúc này. Trong vòng 2-3 tuần vừa rồi, thời gian mà mình bị bệnh đó mọi người. Rất nhiều người bị bệnh vào lúc này, mọi người ra đường nhớ cẩn thận nha mọi người. Phải đeo khẩu trang nhiều nữa. Rồi phải rửa tay thường xuyên, cũng là dùng cái hand sanitizer để mà vệ sinh cái tay của mình. Không nên có đụng tùm bì tùm bạ, rất là dễ bị bệnh, và đặc biệt là vào thời gian này. Cúm này, virus cúm này, cái flu đó mọi người, rồi cái Omicron này rất là nguy hiểm. Đến bây giờ khi mà mình vào Publix hay là vào Walmart hay là Target để mà mua thuốc đó, mọi người, thuốc cảm, thuốc cúm đó, những cái sale để mà bỏ những cái thuốc này người ta mua hết. Còn một chai hoặc hai chai, thậm chí là không có chai nào để cho người ta mua luôn. Rất là kinh khủng vào thời gian này. Tuần trước khi mà mình đi thử để coi có mình có bị cái Covid hay không, thì mình đến đó mình đợi khoảng gần 3 tiếng đồng hồ mọi người, chỉ để vào và thử thôi. Và đến bây giờ thì mình nghe nói là nhiều người, người ta muốn đi thử thì người ta phải đặt hẹn, còn nếu không là phải đợi 4-5 tiếng ngồi trong xe đợi như vậy. Rất là kinh khủng. Và mình đã nói rất là nhiều lần ở trong những video trước của mình cách đây khoảng 1-2 tháng rồi về năm 2022 này. Người ta nói đây là một năm tốt, mình hy vọng là một năm tốt, nhưng mà mình biết là những tháng đầu tiên của 2022 sẽ rất là khó khăn. Market sẽ nhảy rất là nhiều và nhảy xấu mọi người, không phải nhảy tốt. Đó là lý do tại sao mình nói là cái năm này nó sẽ tạo ra rất là nhiều cơ hội cho mọi người mua những cái stock tốt, những cái công ty chất lượng để mà giữ cho long term. Và những tháng đầu tiên của năm 2022 là một cái thời điểm rất là quan trọng. Cho nên là nếu mọi người có tiền, các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này mà dùng cái số tiền của mọi người một cách hiệu quả nhất để mà chọn những công ty tốt nhất và mua và giữ cho long term. Cũng như là phải cẩn thận với cái số tiền mà các bạn đầu tư vào trong năm 2022 này. Với cái điều kiện market và điều kiện kinh tế như thế này thì mình nghĩ là những cái growth stock sẽ vẫn tiếp tục rớt thêm, đặc biệt là những công ty nhỏ, những công ty chưa có lợi nhuận. Những cái công ty như mình đã nói ở trong video trước là mình nghĩ là nó sẽ take khoảng 1-2 năm, nhanh nhất là 1 năm để mà những cái công ty này có thể đứng vững, hoặc là một vài công ty nếu mà không may thì nó có thể là sẽ bị phá sản. Cho nên là vào thời điểm này nếu các bạn muốn mua stock, tất nhiên rất là tốt để mà mua stock rồi, nhưng mà tùy vào cái stock để mình mua, cho nên là không phải cái stock nào các bạn cũng có thể buy the dip. Hiện tại bây giờ mình đang có một số cái kế hoạch để mà thay đổi một chút xíu về cái portfolio của mình, bỏ nhiều tiền hơn vào những công ty mà có độ an toàn cao hơn, những công ty thực sự đã kiếm ra được tiền, không chỉ là những cái growth stock mà những cái value stock, những cái dividend stock mình có ở trên Robinhood luôn. Trong hơn một tuần vừa rồi khi mà market dip thì mình cũng đã cố gắng mua thêm một vài cái stock mà mình nghĩ là cái độ an toàn của nó rất là cao, và thực sự bản thân mình cũng rất thích những cái business này, những công ty này. Đó là lý do tại sao mình mua thêm trong hơn một tuần vừa rồi khi mà cái market dip rất là ghê gớm. Và mình có cảm giác là nó có thể sẽ xuống thêm một chút xíu, nhưng mà đây là những công ty mình thực sự rất là yêu thích để mà giữ cho long term. Cho nên là mình đã quyết định mua những công ty này vào trong những ngày vừa qua. Sáng hôm nay mình mua một ít và tuần vừa rồi mình cũng mua một ít.
ở trên portfolio của mình ở trên Robinhood luôn, mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người xem sau đây. Thì các bạn cũng thấy là sáng hôm nay cái portfolio này xuống khoảng 1.3% này, sáng nay các bạn biết sao không? Nó xuống đến 2%, gần 2%, 1.99, 1.99%. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái portfolio này xuống nhiều như vậy. Đa số là vì những cái tech stock, thời gian vừa rồi mình add vào rất là nhiều tech cho cái portfolio này. Và sáng nay các bạn biết là Nasdaq xuống nhiều cho nên là nó kéo hết tất cả những cái stock mình giữ xuống rất là nhiều. Ví dụ như Apple, Microsoft, này, Facebook, Amazon cũng như là Visa sáng nay xuống khoảng 5%. Và mình cũng muốn cho mọi người xem tất cả những cái stock mà mình mua sáng hôm nay luôn. Đầu tiên vào sáng nay, tất nhiên rồi đó là mình mua AMD. AMD tuần trước mình cũng mua thêm hai share của AMD với mức giá là 136 đồng. Và sáng nay mình mua thêm một share với mức giá là 127 đồng. Đây là một trong những cái stock mà mình lời rất là nhiều, nhưng mà hiện tại vào lúc này nó đã pull back rất là mạnh, từ cái điểm cao nhất của nó là khoảng 160 mấy đồng, bây giờ chỉ còn 120 mấy đồng thôi. Tuy là nó cũng đã lên lại một chút xíu so với là giá sáng hôm nay, nó xuống khoảng 5%, nhưng mà vẫn xuống rất là nhiều trong vòng một tháng qua, xuống khoảng hơn 10% trong một tháng qua. Stock thứ hai đó là NextEra Energy, thì mình mua cái stock này rất là lâu rồi, nhưng mà thời gian rồi nó lên rất nhiều, lên đến mức giá là khoảng 90 mấy đồng, và hơn một tuần rồi nó đã pull back khoảng gần 10%. Đó là lý do tại sao mình mua thêm NextEra Energy, và hiện tại vẫn lời được khoảng 11%. Mình nghĩ đây là một công ty cực kỳ tốt để mà giữ long term. Đặc biệt là cái công ty này là về utility cho nên là cái độ an toàn của nó rất là cao, và nó cũng trả một cái mức dividend rất là ok, khoảng gần 2%. Tiếp theo nữa đó là mình mua thêm hai share của Starbucks vào sáng hôm nay với mức giá là 105 đồng. Thời gian vừa rồi mình mua thêm rất là nhiều share của Starbucks mọi người. Tuần trước thì mình mua khoảng 3 share, và sáng hôm nay thì mình mua thêm 2 share của Starbucks nữa. Mình rất là tin tưởng vào công ty này. Sáng nay cũng tự thưởng cho mình một cái Starbucks luôn. Hơn 2 tuần, gần 1 tháng rồi mới uống lại cái cà phê của Starbucks. Thời gian rồi mình bệnh không có dám uống cà phê luôn, nhưng mà bây giờ thì feel better, a lot better rồi, cho nên là mình cũng tự thưởng cho mình một ly cà phê luôn. Thì với Starbucks thì hiện tại bây giờ mình đang có khoảng 12 share. Vui, rất là vui khi mà mình có thêm nhiều share của Starbucks đang lỗ khoảng gần 5%, nhưng mà không có sao. Mình mua stock, mình đã nói với mọi người rất là nhiều lần rồi, khi mà mình đang mua một cái stock nào đó, mình không có muốn nó là đi lên ngay lập tức vào lúc đó, mà mình muốn nó thứ nhất hoặc là trade sideways, thứ hai hoặc là trade đi xuống một chút xíu để mà mình tiếp tục mua thêm. Tại vì đây là một cái thời điểm, không phải là thời điểm mà mình hái cỏ, đây là thời điểm mà mình đang trồng cây, mình đang bỏ phân, mình đang tưới nước. Cho nên là nếu mà mua một cái stock với giá 100 đồng và 1-2 tuần sau đó nó vẫn là 100 đồng để cho mình mua thêm thì mình sẽ rất là happy. Và nếu nó không còn 100 đồng mà chỉ là 95 đồng thôi thì mình mua thêm với mức giá rẻ hơn. Còn nếu mà mình mua bây giờ với giá là 100 đồng và 1-2 tuần sau nó đã lên 120 đồng rồi, các bạn đâu có muốn mua nữa đâu. Tuy là các bạn muốn có thêm nhiều share nhưng mà các bạn không có muốn mua nữa. Đó là một điều mà mình đã nói rất nhiều lần ở trong những video của mình. Đây là một cái thời điểm mà mình muốn mua thêm nhiều stock, không phải là mình quyết định xong rồi mình không có mua nữa. Lúc đó mình mới muốn là cái stock mình mua nó cứ lên liên tục mà không xuống. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm mà mình đang muốn gom thêm stock. Cho nên là nếu mà nó trade sideways hoặc là nó đi xuống thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là không có bị hớ khi mà mua stock đó mọi người. Có nghĩa là các bạn mua nhưng mà bây giờ nó lên khoảng 15-20%, các bạn vẫn phải mua tại vì các bạn cần có thêm stock đó. Cho nên với Starbucks hiện tại bây giờ mình đang lỗ khoảng 5%, nhưng mà mình vẫn rất là vui, rất là happy, tại vì mình có thể mua thêm với giá rẻ hơn. Nhưng mà về mặt long term thì mình biết là công ty này sẽ làm ăn tốt và nó sẽ kiếm ra được thêm nhiều tiền, và stock nó sẽ tiếp tục đi lên trong tương lai. Cuối cùng, một cái stock mà mình mua vào sáng hôm nay nữa đó là cái Microsoft. Mình mua thêm một share của Microsoft. Tuần trước mình cũng mua một share nữa rồi với mức giá là 318 đồng, và sáng nay khi mà nó xuống đến 308 đồng thì mình đã nhảy vào và mua thêm một share của cái Microsoft này. Như mình đã nói rất là nhiều lần với mọi người, đó là Microsoft là một trong những công ty mà mình muốn có nhiều share nhất ở trong cái portfolio này, cho nên là mình sẽ tiếp tục mua thêm nếu mà nó tiếp tục đi xuống. Có một điều vui đó là đa số những cái stock mà mình mua trong suốt thời gian rồi là những cái stock trả dividend, chỉ có một cái đó là AMD nó không có trả thôi, còn lại tất cả những cái stock kia nó đều trả dividend. Cho nên là nếu mà stock đi xuống thì mình vẫn có thể có được một cái lượng income từ cái tiền dividend nó trả ra. Thực sự là trong vòng
hơn một tuần vừa rồi mình nhận được rất là nhiều tiền dividend, và nhờ cái số tiền này mình cũng dùng nó để mà mua thêm những cái stock khác, ví dụ như từ những cái ETF, income ETF, ví dụ như QYLD, RYLD và JP, cũng kiếm được khoảng gần 150 để mà mua thêm những cái stock khác. 150 thì mình đã có khoảng 1.5 share của Starbucks rồi mọi người, đúng không? 150 mình có được một share của cái Starbucks, hoặc là mình có được nửa share của cái Microsoft rồi. Các bạn nói là mua dividend stock làm cái gì mà trong khi đó một năm thì lời được khoảng 1.500, 1.700 từ cái tiền dividend, mà 1-2 ngày đã mất hết từ khoảng 1.000 đến 2.000 tiền thua từ stock rồi. Các bạn không có suy nghĩ hay cái gì, mình không có hiểu luôn. Cái tiền dividend là cái tiền passive income, có nghĩa là dù stock lên xuống các bạn vẫn sẽ nhận được trong năm đó. Còn cái tiền mà các bạn, cái portfolio của mọi người đi xuống trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 1 tháng hoặc là 2 tháng, nếu mà các bạn không bán ra thì các bạn đâu có lỗ đâu. Trừ khi các bạn bán ra, khi đó các bạn mới chấp nhận là lỗ. Còn nếu các bạn nhìn vào 1 ngày hoặc 1 tuần hoặc 1 tháng mà các bạn lỗ 5% hoặc 10%, thì nếu các bạn mua growth stock hay các bạn mua bất kỳ cái tài sản gì thì các bạn vẫn lỗ thôi. Còn đây, mình xuống, account mình vẫn xuống, nhưng mà cái tiền dividend mà nó trả cho mình thì nó vẫn trả ra, mình vẫn nhận được. Các bạn sao có thể so sánh như vậy được? Các bạn nói là một tháng nhận được khoảng 200 đồng tiền dividend, nhưng mà một ngày nó mất hết khoảng 200-300 rồi. Một ngày những cái stock đó nó lại xuống 200-300 rồi. Nhưng nếu các bạn nhìn vào khoảng 5 năm, 3 năm, 5 năm, thì đa số những cái stock đó nó toàn lên, nó đâu có xuống đâu. Thì nếu các bạn không bán ra sao các bạn lỗ được? Chỉ có các bạn rung quá khi mà nó xuống 5-7%, các bạn bán, khi đó các bạn mới thực sự là bị lỗ. Còn nếu các bạn vẫn tiếp tục giữ hoặc là các bạn mua thêm thì 3 năm, 5 năm sau, những công ty này là những công ty tốt, stock của nó cũng sẽ đi lên lại và lên cao hơn là cái giá cao nhất của nó. Cái portfolio trên Webull là những cái stock grow đó, mỗi lúc nó lên rất là nhiều, mà khi nó xuống thì nó cũng xuống rất là nhiều. Cái này là người ta gọi là cái phương pháp để mà đầu tư. Các bạn có thể chọn những cái phương pháp khác nhau tùy theo cái sở thích của mọi người và tùy theo cái độ tuổi và cái độ taking risk của mọi người. Nếu mà các bạn muốn có lời nhiều hơn thì tất nhiên là khi cái market nó đi xuống, market xấu thì các bạn sẽ mất nhiều tiền hơn. Và nếu các bạn không muốn bị lỗ nhiều khi cái market đi xuống thì tất nhiên là khi cái market lên các bạn cũng không có lời nhiều. Đó là những cách đầu tư khác nhau, mỗi người có một cái sở thích riêng, một cái suy nghĩ riêng, cho nên là người ta chọn cái cách đầu tư đó. Những người khác người ta lại chọn những cái cách đầu tư khác, không phải ai cũng giống nhau. Khi các bạn mua một cái stock, các bạn nghĩ là cái stock này sẽ lên thêm, đó là lý do tại sao các bạn mua. Khi các bạn bán một cái stock, các bạn nghĩ là cái stock này đã lên nhiều rồi, hoặc là có thể nó sẽ xuống lại, cho nên là các bạn bán. Có người mua, có người bán, thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, đó là lý do tại sao chúng ta có cái market, người bán, người mua. Còn nếu mà ai cũng suy nghĩ giống như bạn thì chắc chắn là không còn cái market nữa rồi. Tại vì nếu mà tất cả mọi người nghĩ là cái stock đó nó sẽ đi xuống thì ai cũng bán hết, thì các công ty đó go bankrupt trong vòng 1 second thôi mọi người. Và nếu mà một cái công ty tất cả mọi người nghĩ là cái stock này sẽ đi lên, không có ai chịu bán cái stock đó hết, thì stock đâu mà các bạn mua? Cho nên stock market nó có người bán và có người mua, nó có different, có cái suy nghĩ khác nhau của người bán và người mua, nó tạo ra cái stock market. Các bạn không thể là nghĩ là ai cũng giống mình được, và chắc chắn là sẽ không có ai giống như bạn đâu, tại vì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau và mình cũng như vậy thôi. Và trong những video của mình đang chia sẻ cái suy nghĩ của mình, cách đầu tư của mình. Có thể là nhiều bạn không thích, nhưng mà cũng có nhiều người người ta thích. Và tất nhiên là mình không có muốn nói là ai đúng ai sai hết, người nào cũng muốn nói là người ta đúng, tất nhiên là như vậy rồi. Mình có lúc đúng, mình cũng có lúc sai. Nhưng mà cuối cùng, cái mục tiêu của mình đó là muốn chia sẻ những cái kiến thức của mình cho mọi người biết, và muốn giúp đỡ những người không biết gì về đầu tư, về stock market, có thể kiếm được một cái phần tiền nào đó để sau này người ta có thể là retire từ cái số tiền mà người ta đầu tư ban đầu. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.